anh chị em ở trong nhóm. Em tên là Hiền Trân, hiện tại đang sinh sống ở Mỹ. Và em có một cái nickname tên là Hai Sài Gòn. Bởi vì vì sao em có cái nickname này á, là như vậy. Ở trong gia đình em là chị cả, các em của em á, em là chị cả nên gọi là thứ hai, thì các em của em gọi em là chị hai. Và do em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn cho nên em lấy cái tên của mình, cái tên mà bạn bè gọi em là Hai Sài Gòn cho nó dễ gọi. Cái cơ duyên mà em đến với cái kênh YouTube á, là em tạo cái YouTube là 2003, nhưng mà em cũng chỉ chia sẻ, em quay và chia sẻ những cái linh tinh lắm cho gia đình về cuộc sống của mình, chứ cũng không có gọi là cho nó đàng hoàng, nó cứ quay lộn xộn hết rồi cứ đăng lên thôi. Nhưng mà sau này á thì em mới được bạn bè góp ý.